Và trong phong thủy cũng vậy, cái sự cân bằng ở đấy nó thể hiện bằng âm dương cân bằng. Trong phong thủy cũng vậy, đó là khí phong và khí thủy. Dương là khí phong, bởi vì sao? Khí phong nó nhẹ nó bay lên, dương trạng thái đi lên mà. Khí thủy là khí âm bay xuống. Nên kiểu gì thì kiểu trong nhà của anh cũng phải có phong có thủy. Thủy nó do gì? Do nhà vệ sinh, khí ở nhà vệ sinh, thủy ở nhà vệ sinh, thủy ở bếp, thủy ở các tiểu bình nước nó tạo ra. Này, nó phải có. Nó không có thì cái ngôi nhà nó cũng không phát triển, nó không cân đối. Này. Nên ngôi nhà mà ví dụ đơn giản này, chả đi vệ sinh, chả có nhà vệ sinh bao giờ, mà lại chả có bếp núc gì, giống như kiểu văn phòng của công ty ấy, thì nó cũng cảm thấy cái sự phát triển và tranh bênh nó không được cân bằng, là như vậy. Thế nên là cái điểm cân bằng này ấy, thì nó sẽ rất là khó tuyệt đối. Nó rất khó tuyệt đối vì các anh chị thấy rằng là trong cái vòng thái cực này, bản chất là nó cân bằng, nhưng nó luôn luôn là đi tìm sự cân bằng. Và nó luôn luôn có một cái xu hướng là phá vỡ cân bằng. Có phải rằng là dương đến đoạn này nó lớn thì cái âm nhỏ đúng không? Mà âm đoạn này lớn thì cái dương nó nhỏ. Và cái lý tưởng nhất của nó là gì? Âm dương cân bằng là trạng thái lý tưởng nhất. Nghĩa là cái phần giữa này. Thì bản chất là chúng ta điều hành một doanh nghiệp thế, là điều hành để làm sao nó đạt được sự cân bằng. Thậm chí là gì? Đôi khi phải thay máu để cho đảm bảo nó sự cân bằng. Mà nếu không có thay máu thì nó không cân bằng được. Đôi khi những doanh nghiệp là phải làm như thế mà. Bởi vì khi biết rằng là cái phần này nó đang trội lên rồi, mà chúng ta cứ để nó tiếp tục như thế, ví dụ cái phần âm này, mà đến thời điểm này nó không dừng lại, để cái phần tích cực kia nó đi lên, thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ hỏng. Khi mà thấy rằng cái sự chênh lệch, khi mà thấy rằng cái sự nó không cân bằng, khi mà thấy rằng cái sự nó bè phái, khi mà thấy rằng cái sự nó không chất lượng, mà nó càng ngày càng lớn mạnh lên, mà ta cứ tiếp tục ta để, mà ta không có giải pháp dừng nó lại để tăng cái tính dương lên, để cho nó cân bằng, thì chắc chắn doanh nghiệp này sẽ chết. Và nhớ rằng là sau khi điều chỉnh xong, sau khi điều chỉnh xong, nghĩa là thu hút nhiều người tài này, nhiều cái tích cực ra, thì một đến một ngày nào đó thì cái vượng này có thể cũng nó sẽ làm giết doanh nghiệp. Thế cuối cùng nó là mà chữ cân bằng nó là như vậy. Thì đây nó là quy luật tự nhiên, quy luật thiết yếu thôi. Đấy, trong cuộc sống cũng thế, trong gia đình cũng thế mà. Đấy, một ngày nào đó mà lóc nhà nó cầm hết tiền của chúng ta rồi thì đến lúc có bất đức nó lên thì phải nhảy cầu chứ, làm sao mà chịu được mãi. Đấy, bản thân chúng ta cũng thế đấy mà. Đấy. Tôi có thể là chỉ có thiếu tiền khoảng 2-3 ngày thôi, nhưng nếu cầm tiền của tôi khoảng 10 ngày đây, có vợ tôi ngồi học đây chẳng hạn, tôi nói thế, không biết có phải không. Đấy. Thì cái câu chuyện nó sẽ xảy ra kiểu gì tôi cũng phải vô bước, tôi nhảy sông, không thể chịu được, để tạo lên sự cân bằng mà. Kiểu gì cũng có một ngày anh em mình phải vùng lên đồng quyền lợi thôi đúng không. Đấy. Không thể nào để mất cân bằng mãi được. Đấy. Thì đấy là sự cân bằng. Cái này nó rất quan trọng đối với doanh nghiệp nên tôi giảng hơi sâu. Tiếp theo, cái chính thức tiếp theo đó là nó đối lập, nó đối lập nhưng lại tương hỗ nhau. Âm dương đối lập, đối lập nhưng tương hỗ. Đối lập thì tương hỗ là cái này hay này. Nó đối lập tương hỗ, chúng ta thấy là phần trắng là dương và phần đen là âm, bản chất nó luôn đối lập nhau. Đấy. Nó đối lập nhau, thậm chí là trong dương có âm mà trong âm có dương. Nhưng mà bây giờ chúng ta thử, chúng ta bỏ hết phần đen ra, bảo âm xấu quá ta không lấy, bỏ hết ra, thì cái phần dương trắng nó có tồn tại không? Nó không tồn tại. Bản chất chúng nó luôn luôn phải đi cùng nhau, nó không thể tách ra, tách rời được. Đấy. Thế nên là khi mà chúng ta thấy rằng là gì, cái sự đối lập này trong một cái phạm trù lớn, trong quy mô toàn thế giới, thì đó là sự đối lập giữa quốc gia này và quốc gia kia, do cái chính sách, do cái đường nối đi nó khác nhau thì nó tạo ra sự đối lập. Trong một quốc gia cùng một thể chế nhưng giữa các doanh nghiệp khác nhau, nó cũng có sự đối lập với nhau, nó có sự đối lập nhau.
trong cùng một doanh nghiệp, thu hẹp lại trong cùng một doanh nghiệp, thì giữa người lãnh đạo và nhân viên nó cũng có sự đối lập nhau, đối lập nhau. Và thậm chí là gì, giữa nhân viên và nhân viên cũng có sự đối lập nhau. Ý muốn nói đây là cái quy luật mà bất biến, kiểu gì nó cũng có, nó không thể không có được. Đừng có một ông giám đốc là nghĩ rằng là ta phải làm cho cái doanh nghiệp này thành sạch, không, không bao giờ là sạch, không sạch. Nghĩ ra cái phương pháp là gì, đứa nào lương cũng cao, thiệt một tí nhưng đứa nào lương cũng cao, nhưng bản chất là khi cuối cùng là kể cả khi nó cao hơn mức bình thường, hai đứa cũng cao hơn mức bình thường rồi, nó vẫn quay ra nó so bình với nhau, nó vẫn so bình với nhau, mặc dù theo giá trị là đang cao hơn. Thì cái việc đối lập này nó bắt buộc nó sẽ xảy ra. Nhất là các anh chị quản lý cấp trung ấy, là cái người quản lý trực tiếp nhân viên ấy, là các anh chị thấy rõ điều nhất. À, phân cho đứa này 3 việc, đứa kia 4 việc, mặc dù là lương như nhau, nó chỉ hơi kênh một tí thôi. Thậm chí là mỗi đứa 3 việc, nhưng cái đầu việc nó khác nhau, nó cũng sẽ khác nhau, nó nghĩ khác ngay. Mặc dù cái người quản lý cấp trung người ta không nghĩ được là cái việc nó rất bình thường thôi, nhưng với nhân viên thì họ nhìn với khác. Hay là giữa lãnh đạo với nhân viên, cái góc nhìn của lãnh đạo như thế này rất là tốt, nhưng góc nhìn của nhân viên nó lại như thế này, nó lại ngược lại. Thế thì ở đây vấn đề là như thế này, cái vấn đề là ta phải giải quyết nó. Khi ta hiểu quy luật này thì ta giải quyết nó, đó là gì, chúng ta phải luôn luôn tạo ra một cái môi trường cạnh tranh tích cực. Bởi vì bản chất đối lập là nó là sự cạnh tranh. Dương nó vùng lên thì âm nó tụt xuống, mà âm nó vùng lên thì dương nó tụt xuống. Nó luôn đối lập như thế. Bản chất nó là sự cạnh tranh. Nên trong một quốc gia ấy phải tạo ra một cái thể chế mà để làm sao các doanh nghiệp có thể cạnh tranh lành mạnh với nhau. Trong một doanh nghiệp phải tạo ra được một thể chế để anh em có thể phát triển và cạnh tranh lành mạnh với nhau, biến cái sự đối lập này thành một cái lợi thế để nó có sự phát triển lành mạnh. Thì cái này là các anh chị quản lý cấp trung là phải làm được, phải nghĩ ra được. Trong mỗi một bộ phận, trong mỗi một chi nhánh phải nghĩ ra được. Vậy thì anh này anh làm được việc tốt thì phải động viên, anh này làm chưa tốt thì phải giúp đỡ, để làm sao mà đừng bao giờ là lấy cái thằng trọi ấy là chỉ có ưu tiên nó thôi, để cái thằng kia xem nét luôn. Bởi vì nếu chúng ta không biến được cái anh yếu ấy, lưng cái anh yếu lên, thì cái anh yếu nó không thể trở thành cái đối thủ của anh mạnh ấy. Thì bản chất ông mạnh một thời gian nữa ông lại có tụt xuống mà. Thế chúng ta hiểu cái quy luật đấy, đối lập đó, thì chúng ta sẽ biết vận dụng trong một cái doanh nghiệp lên như thế nào, làm như thế nào để cái doanh nghiệp anh em nó có tinh thần luôn luôn phấn đấu, luôn luôn cạnh tranh nhau nhưng mà lành mạnh. Thì đó là do cái tầm của người quản lý phải làm được như thế nào. Cơ hội vàng, học phong thủy chưa bao giờ dễ dàng như thế. Khám phá tinh hoa phong thủy cổ học với khóa học Đại Đạo Chí Giản Phong Thủy Cổ Học, ưu đãi 80%, chỉ còn 480.000 đồng. Phong thủy khoa học khơi nguồn sức sống trường tồn, trực tiếp biên soạn và giảng dạy bởi Thạc sĩ Phong thủy sư Nguyễn Trọng Mạnh, người sáng lập Phong thủy Đại Nam, có hơn 10 năm kinh nghiệm, 5.000 giờ lên lớp phong thủy thực chiến, hơn 20.000 học viên với hơn 300 khóa học, tư vấn trực tiếp hơn 3.000 doanh nghiệp và hộ gia đình. Nội dung khóa học là tâm huyết của thầy Nguyễn Trọng Mạnh cùng toàn bộ hệ sinh thái phong thủy Đại Nam, mong muốn cộng đồng tìm đến cái gốc của phong thủy khoa học để tăng cường sức khỏe, may mắn, thu hút tài lộc sung túc. Đại Đạo Chí Giản Phong Thủy Cổ Học giúp bạn phát triển trường tồn bằng kiến thức phong thủy khoa học giản đơn. Đặc biệt, cơ hội cho 1.000 học viên đăng ký sớm sẽ được tặng sổ tay Đại Đạo Chí Giản trị giá 700.000 đồng. Liên hệ ngay để đăng ký khóa học và nhận ưu đãi hấp dẫn. Hotline 0288-887-7778. Website daotao.phongthuydaiNam.vn. Đăng ký ngay!